Những lưu ý mua bình bọt tuyết để quý khách hàng lựa chọn loại bình chất lượng chính hãng, đáp ứng nhu cầu sử dụng và tránh tình trạng tiền mất tật mang. Bình phun tạo bọt tuyết hiện nay đã trở thành thiết bị rửa xe quen thuộc với mọi người mọi nhà, từ các trung tâm rửa xe chuyên nghiệp cho đến các tiệm vừa và nhỏ và thậm chí nhiều hộ gia đình. Tuy nhiên, việc lựa chọn một chiếc bình đủ các tiêu chí chính hãng, chất lượng và đáp ứng nhu cầu sử dụng, giá cả phải chăng thì không phải ai cũng biết. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp không tìm hiểu kỹ về sản phẩm, thiếu thông tin nên bị mắc lừa, mua phải bình kém chất lượng, hàng nhái, sử dụng một thời gian ngắn đã bị hỏng hóc, xì khí, giò hơi, thậm chí mua về, vứt xó, không dùng được. Vậy bạn cần lưu ý điều gì? Thông thường đối với những tiệm rửa xe có quy mô lớn, lượng khách đông nên dùng bình có dung tích lớn từ 30 đến 60 lít. Tiệm xe có lượng khách vừa và nhỏ nên dùng bình có dung tích từ 18 đến 30 lít. Còn đối với những hộ gia đình muốn mua bình để tự rửa xe tại nhà thì nên mua loại bình 14 lít hoặc mua bình bọt tuyết cầm tay. Thương hiệu sẽ quyết định đến chất lượng tính năng của sản phẩm. Vì vậy, khi mua bình phun bọt tuyết, bạn nên lựa chọn các thương hiệu lớn, uy tín được nhiều người biết đến để đảm bảo không mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Máy tạo tuyết của Kokoro là thương hiệu lớn đang được đông đảo người dùng lựa chọn hiện nay. Khi trực tiếp mua bình bọt tuyết tại cửa hàng, bằng cái nhìn tổng thể bạn nên quan sát các bộ phận như phần thân bình, phụ kiện, kiểm tra các thông số kỹ thuật. Bạn có thể yêu cầu nhân viên hướng dẫn và dùng thử bình kiểm tra lực phun có mạnh, có ổn định không. Giá thành là điều mà mọi người mua đều quan tâm, tuy nhiên các bạn nên lưu ý tiền nào của nấy. Thông thường bình bọt tuyết chính hãng có mức giá niêm yết nên mức chênh lệch sẽ không đáng kể giữa các đơn vị phân phối. Các bạn nên thận trọng với những loại bình có mức rẻ hơn nhiều so với mức giá thành chung. Ngày nay các đơn vị bán bình mọc lên như nấm, nhưng thật giả lẫn lộn, vì thế cách tốt nhất để không mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng là các bạn nên tìm mua tại những cửa hàng, công ty nổi tiếng, uy tín được nhiều người biết đến. Mua bình của các đơn vị lớn, các bạn sẽ được cam kết về chất lượng, được hưởng chế độ bảo hành, chế độ hậu mãi và dịch vụ khách hàng tốt. Nên mua bình ở những cửa hàng, nhà phân phối uy tín, chất lượng, không mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lựa chọn sản phẩm của những thương hiệu, nhà sản xuất lớn, có tên tuổi và nhiều người biết đến như Palace. Trên đây là một số điều cần lưu ý mua bình bọt tuyết. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho các bạn.